Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài cũng như là kênh của chị Nắng Xuân nha. Dạ, hồi nãy thì Tài với chị Nắng Xuân có đi qua bên chú Tiểu Hồ Viên á, là để ăn cơm trưa. Chú Tiểu Hồ Viên có nấu cơm, mời hai chị em qua ăn cơm trưa cũng như là ghi hình cho nó vui. Thì sau khi ăn cơm xong thì lại về mộ Bác Năm để ghi hình, chia sẻ đến cho quý bà con, cô bác, cô chú, anh chị gần xa trong và ngoài nước được biết thông tin ở mộ của Bác Năm diễn ra như thế nào. Thì cũng không được may mắn cho lắm là có một cái cô diễn viên cũng khá là xinh đẹp. Cô đã từng là một diễn viên, là một MC. Cô sinh năm 1981 của chú anh chị, khá là đẹp với cái lối diễn rất là hay và cũng như là truyền cảm trên cái một diễn viên đóng về phim của chú anh chị cũng như là MC ha. Cô này á đã từng đoạt giải Á hậu điện ảnh năm 1999 cho đến top 22 Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong năm 2000. Đó của chú anh chị. Thì quê quán của cô á là ở Đồng Nai, Long Khánh, Đồng Nai ha. Thì cô hoạt động từ năm 2008 cho đến nay. Đó là cái vấn đề của một cái cô diễn viên và cũng như là một cái cô MC. Thì em xin chích ngang chút xíu hết cả nhà, rất là nổi tiếng luôn. Gần đây thì cô cũng có nhiều cái chuyện xảy ra trong cái cuộc sống đời thường của cô ha cả nhà. Thì cô có những cái vinh dự như là tháng 7 năm 2014 thì Dương Cẩm thì em lạ nói luôn là thì cái cô này tên là Dương Cẩm Linh cả nhà, cùng họ với em luôn, họ Dương ha. Cẩm Linh, chữ Linh đây là chữ Linh y dài cả nhà, Dương Cẩm Linh. Thì năm 2014 thì cô đảm nhận vai trò là một những đại sứ đại diện nghệ thuật nghệ sĩ Việt sang Pháp tham dự liên hoan phim Việt Nam tại Pháp ha. Đây là một trong những cái hoạt động của cục điện ảnh nhằm giới thiệu đến công chúng quốc tế và những bộ phim Việt chất lượng sản xuất trong thời gian trên. Năm 2019 thì cô Dương Cẩm Linh này được vinh dự trở về làm thành MC cho liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5. Thì đó cô chú anh chị, em chích sơ ngang cái giống như là cái tiểu sử chích ngang chút xíu cho quý cô chú anh chị biết về một cô diễn viên xinh đẹp và cũng như là một cô MC ha. Thì cô đến đây hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2023. Hôm qua là ngày 27, chính là cái ngày tổ chức giỗ tổ ở phim trường của anh hai Vũ Luân. Thì phải nói rất là đông đảo bà con cô bác theo dõi. Thì đó có là nghệ sĩ Kim Tiểu Long nè, Hoa hậu Phương Lê nè, và có chị Hồng Loan đến dự cùng với lại chị Hồng Ni đó, rồi những người khách tham dự nữa cả nhà. Cả nhà thấy đây chính là cái chậu hoa mà của cô diễn viên và cô MC Dương Cẩm Linh đã tặng cho Bác Năm buổi trưa hôm nay. Đó là một chậu hoa sen trắng rất là đẹp nha cả nhà. Thường là sen trắng thì nó mang một cái vẻ gì đó nó tinh khôi, rất là đẹp ha, rất là quý luôn. Đây là tên của cô diễn viên đó nè cả nhà, tên là Dương Cẩm Linh ha. Linh này là Linh y dài ha cả nhà, chữ Linh y dài nè. Đó, chú anh chị thấy không? Phải nói là Bác Năm là một nghệ sĩ ưu tú, hát tâm lý xã hội, hát hồ quảng khá là hay. Và cái điều đặc biệt mà em quý và em thương Bác Năm ở cái chỗ á, là rất là nhiều và được bà con cô bác trong và ngoài nước, từ Việt Nam cho tới nước ngoài, từ Nam ra Bắc yêu mến mộ Bác Năm. Thì cái điều mà hay ở Bác Năm á, là mọi người rất là phải mong muốn học hỏi và học được một chút gì đó từ Bác Năm á, là cái mà gọi là người ta thường hay gọi là thu phục lòng người á cả nhà. Giống như là được lòng được rất là nhiều từ tất cả mọi người tầng lớp trong xã hội, từ nhỏ cho đến lớn tuổi. Có những cô chú anh chị lớn tuổi từ 80, 70, 90 thì vẫn đến đây để thắp nhang cho Bác Năm vì yêu mến, vì mến mộ giọng hát và cũng như là cái tài, cái đức, cái con người của bác cậu Năm á, của Bác Năm Vũ Linh á. Phải nói là Bác Năm ha, đi tới đâu là hào quang á, hào quang rực sáng tới đó cả nhà, cũng như là cái năng lượng tích cực của Bác Năm truyền tải đến khắp mọi nơi. Cũng như là chia sẻ đến quý cô chú anh chị, nhiều khi mà buồn buồn á, ngồi bên cạnh Bác Năm, ngồi bên mộ Bác Năm, chỉ cần ngắm nhìn cái hình của Bác Năm thôi thì cũng đã thấy nó tinh thần nó thoải mái là rồi cô chú anh chị. Đây là hồi sáng nè, hồi sáng đây là cái bó bông. Cái bó bông này của chú anh chị là của một chị, hai chị gái
và một anh. Thì em không có nhận biết được, thì sau khi mà em đăng tải cái clip lên á, thì bảo rằng á, anh đó là Lê Tính, danh hài Lê Tính ở Mỹ, ở Việt Nam, ở nước ngoài mới về. Thì em cũng không biết, tại vì em không có nhận, chưa bao giờ gặp danh hài này bao giờ. Thì trong cái truyền hình á, thì lúc trẻ nó khác, khi về lớn tuổi thì nó khác. Nhưng mà em nhìn ngờ ngỡ ra trong cái video của em hồi sáng em có đăng, cô chú anh chị, em có đăng cái tiêu đề là ai đây cô chú đó, thì thật sự em cũng ngờ ngỡ ra cái người đó là một diễn viên nào đó, nhưng mà em không biết. Nhưng mà có cô chú anh chị nói bảo là đó là danh hài Lê Tính. Biết một bắt năm, cái này cái bông gì em cũng không biết luôn, nhưng mà cái này là bông thật nha cả nhà. Nó giống vừa là bông mà vừa là trái, mà em cũng không biết là gì, mà nó rất là đỏ ha, đỏ rất là đẹp ha cô chú anh chị. Thôi thì quay lại diễn viên cũng như là MC Dương Cẩm Linh. Dương Cẩm Linh thì cái lối diễn của một diễn viên rất là hay cả nhà. Em cũng hồi xưa em rất là thích luôn. Thì phải nói là Bắc Năm là một người diễn ở sân khấu cải lương, hồ quản, tâm lý xã hội, nhưng mà được rất là nhiều như là những cô ca sĩ trẻ nè, nhạc sĩ nè, hoặc là bên diễn viên, danh hài, nghệ sĩ hài đều đến viếng mộ, mến mộ Bắc Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay cả nhà. Chứ không phải là riêng về cái bộ môn sân khấu cải lương không đâu. Đó, cả nhà thấy nhìn cái lẵng hoa mà màu trắng như thế này thì quý cô chú anh chị mình cũng đủ hiểu rồi ha, là nó mang một cái chắc gì đó, nó kính trọng Bắc Năm. Và cái vỏ hoa rất là đẹp cả nhà. Hoa sen trắng nha, toát lên một cái vẻ gì đó nó tinh khiết, tinh khôi cô chú anh chị. Thì cũng rất là tiếc là do hồi nãy đi vào thì ăn cơm với chú Tiểu Hồ Viên thì không có ghi hình được chị. Nghe nói là chị đi rất là nhanh và âm thầm cả nhà, đi vào đâu đó thì tổng khoảng vài phút thôi, chưa được lâu, tại vì chắc có lẽ là chị sợ truyền thông, chị sợ YouTube ha, nên chị cũng e dè e ngại sao không biết là có chia sẻ hay không thì em cũng không biết được. Nhưng mà nghe nói là đi vào rất là nhanh, có người thấy được, có người không thấy được luôn, có người ghi hình được, có anh YouTube được ghi hình được, có anh YouTube cũng không ghi hình được. Thì nhưng mà trong đó có em với chị Đăng Sưng, thật sự cũng rất là tiếc vì phải đi ăn cơm trưa cả nhà. Nhưng thôi thì em cũng sẵn đây thì cũng chia sẻ lại và cũng như là thông báo với quý cô chú anh chị một chút xíu là có diễn viên MC Dương Cẩm Linh đến viếng mộ Bắc Năm ha. Như vậy là cũng khá là vui rồi. Thì trước khi kết thúc video thì em cảm ơn chị, cảm ơn chị đã đến viếng mộ Bắc Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và có dâng lên Bắc Năm một cái lẵng hoa sen rất là đẹp, màu trắng rất là đẹp ha. Chị thì chị Dương Cẩm Linh chị là cũng phải nói là một người rất là hay luôn á, là một cái đại sứ của hãng xe cấp cao của Mercedes luôn cô chú anh chị, cũng như là tham gia quảng cáo làm gương mặt đại diện cho các hãng xe như Hyundai nè, hoặc là những cái như Clear nè, Jinsu nè, thời gian rồi còn làm trong cái thời trang là Vinci, thời trang Wow và thời trang nhiều cái thời trang khác. Tại vì chị là vừa là MC vừa là diễn viên, cũng như là chị được giống như là có một cái dốc dáng rất là đẹp, được mọi người mời quảng cáo những cái thương hiệu và đại diện là cũng như là đại sứ cho nhiều thương hiệu rất là nổi tiếng luôn quý cô chú anh chị. Thôi thì đến đây thì em cũng xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Thì cũng xin chia sẻ thông báo đến quý cô chú anh chị một chút xíu ha. Đó, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ, nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công nha. Đó, vậy đó. Đây cô chú anh chị ơi, giờ diễn viên Dương Cẩm Linh nè. Đeo khẩu trang, mặc kính màu màu đen ha, và mặc áo đơn giản nha cô chú anh chị. Quỳ trước mộ của Bắc Năm nè. Rất là tiếc em không ghi hình được, thôi thì chia sẻ qua bà con cô bác qua như thế này ha. Ồ, chị mặc đồ rất là đơn giản, giản dị đơn giản.